Xin chào tất cả anh em đang đến với Lê Khôi Audio. Clip được đăng tải trên kênh YouTube chính thức của Lê Khôi Audio. Và hôm nay thì Khôi sẽ giới thiệu tới anh em một cặp loa cực kỳ độc đáo và rất là đẹp mắt và rất là quyến rũ, đến từ một hãng cũng rất là lạ mà có thể nhiều anh em chưa bao giờ gặp. Đó là loa đến từ hãng Avid ha. Avid là của Mỹ nổi anh em ha. Thì nó cũng rất nổi tiếng trên thế giới rồi, nhưng mà ở Việt Nam thì nó không có nhiều những cái cặp loa này. Và đặc biệt hôm nay là Khôi giới thiệu với anh em một cái model Avid 101 ha, cực kỳ hiếm. Và theo cá nhân của Khôi đánh giá thì nó đạt được những cái thứ mà mình yêu cầu, ví dụ như độc này, là này, hay này, hiếm nè. Đó là cái cặp loa mà Khôi giới thiệu ngày hôm nay. Rồi bây giờ thì Khôi sẽ đưa máy gần hơn để đi một vòng để mình xem thử cặp loa này có gì đặc biệt anh em ha. Thì đầu tiên là nó thiết kế là hình tứ giác anh em ha. Mình nhìn từ phía trên xuống này, hình tứ giác rồi, và được thiết kế là ba mặt loa. Anh em thấy lưới này, lưới xung quanh. Thì khi cặp loa này được ship về tới đây mà nó còn đẹp như vậy thì Khôi bất ngờ và rất là sung sướng anh em. Tại vì thường thường mà những cái cặp loa mà nó có nhiều cái mặt lưới á, thì thường thường là nó sẽ bị hư hỏng. Nhưng mà thực sự cặp loa này rất là đẹp, anh em thấy nó zin mà đẹp cỡ này luôn anh em ha. Đó. Thì bây giờ Khôi quay một vòng để anh em xem các cái mặt lưới của nó ha. Rất là tuyệt vời, rất đẹp anh em. Rồi thì đó là về cái hình thức bên ngoài. Bây giờ thì Khôi sẽ tháo các cái mặt lưới ra để anh em cùng xem qua ha. Rồi, ok. Đầu tiên là Khôi sẽ tháo cái mặt trước này anh em. Đây, Khôi để lưới xuống luôn ha. Rồi, mặt trước ha. Rồi, cái mặt bên hông này. Khôi tháo hết luôn để anh em cùng xem. Tháo hết luôn ha. Ok. Hơi mất thời gian một chút nha. Nhưng mà... tên tật là 6 tấm lưới anh em. Rồi ok anh em thấy ha. Thì đây là cái mặt trước nè. Được thiết kế là một bát 20 và một cây chép. Bên hông cũng vậy, bên hông cũng có một cái chép ha. Tương tự bên này. Rồi là loa có ba mặt loa anh em ha. Rồi ok. Thì anh em đợi Khôi ha, thì Khôi sẽ chịu khó, Khôi sẽ tháo luôn cái cụ ra. Tại vì đây là một cái cặp loa hiếm loa độc, nên Khôi sẽ tháo nó luôn để anh em xem thử cái cụ nó như thế nào mà được gọi là độc lạ anh em nha. Rồi bây giờ anh em chờ Khôi trong giây lát nha. Rồi Khôi đã tháo phần ruột gan, các cái cụ, các cái lưới của cặp loa này ra rồi. Bây giờ thì Khôi sẽ quay cận cận để anh em cùng xem và cùng nhận xét với Khôi anh em nhé. Đây. Rồi, và đầu tiên là Khôi sẽ quay về các cái cụ nó trước nha. Thì đây là cái cụ bát này, bát 20 anh em ha. Thì nó vẫn được thiết kế là bát giấy, râu lồi này và cái gân cao su. Thì đây là cái gân đặc trưng của hãng. Không phải gân cao su là nó cứng anh em. Vì đây là dòng loa cổ nên gân cao su rất là mềm. Gân cao su non này. Nó không có giống như các loa châu Âu mà gân cứng, mà gân này rất là mềm. Vậy là mụn luôn á nha. Ok. Rồi, còn về cái cũ đây. Cái cũ loa rất là gấu anh em. Khôi đang quay cận cận anh em xem ha. Nó cực gấu luôn. Thì những cái cũ này sẽ đánh cho tiếng bass rất là hay anh em, đặc rất là sâu và mềm. Rồi, xong ha. Thì bây giờ tiếp theo là Khôi sẽ giới thiệu về cái chép nha. Đây, cái chép này thì anh em nhìn nó rất là quen thuộc ha. Được rất là nhiều hãng của Mỹ sử dụng. Trong đó có RSL nè, Lamarang nè, là Mỹ cổ ha, rất là nhiều cái hãng sử dụng cái cụ này. Đây, anh em nhìn, cũng thiết kế rất là gấu nha. Rồi, ok. Thì còn với đây là các cái chép nằm ở hai bên hông anh em nha. Rồi, ok ha. Tiếp theo thì đây, Khôi quay bên này được thiết kế là một cái lỗ hơi nè. Một cái lỗ hơi nằm ở dưới nón bát thì sẽ cho cái tiếng bát nó ra, nó rất là nông anh em nha. Anh em lưu ý những cái cặp loa nào mà có cái lỗ
lò hơi á, nằm ở dưới non bát nào vì đó. Thì cái cặp loa này sẽ cho cái tiếng bát rất là nông. Thì cái cặp loa này á là nó thuộc về cái loa cổ anh em ha, nên nó không có sử dụng nhiều phân tần, mà nó là cắt phân tần trên loa. Anh em lưu ý, nó cắt phân tần trên 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 loa rồi. Ok. Thì loa rất là đẹp anh em. Đây. Tôi quay các bên, không phải đẹp mà là loa như mới luôn nha. Rất là tuyệt vời. Tại vì cái cặp loa này nó có các cái góc cần nữa, nhưng mà về tới đây mà nó còn như vậy là thuộc dạng là loa đẹp anh em nhé. Rồi, ok. Còn đây là cái phần lưới nha. Khum kết nhất là cái lưới. Cái đây là cái mặt trong này. Đó, còn đây là mặt ngoài. Cặp loa này còn tem đầy đủ ha, tem Avis này. Đó. Còn lại là tuyệt vời luôn. Anh em thấy này, 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6. Đó. 6 cái lưới mà rất đẹp. Không bị sờn, bị lục một cái lỗ nào hết anh em. Tuyệt vời. Nói chung một cặp loa này rất là thích anh em. Cái mặt sau cũng đẹp, long lanh luôn. Đó. Thì cái cặp loa này ngoài cái việc nghe thì nó có cái giá trị sưu tầm rất là cao. À, anh em ha. Rồi bây giờ thì anh em đợi Khôi trong giây lát để Khôi lắp nó vào. Rồi sẽ test chất âm anh em cùng xem nha. Rồi cảm ơn anh em. Rồi bây giờ thì Khôi sẽ test chất âm để phục vụ anh em cùng nghe nhạc. Thì anh em nào có điều kiện hoặc là có cái sở thích những cái món hàng độc lạ thì anh em hãy đăng ký kênh để cập nhật nhiều cái sản phẩm mới nhất mà Khôi ưu tiên, update nhanh nhất hàng ngày có trên kênh YouTube của Lee Khoa Audio. Còn anh em nào mà chưa có dịp giao lưu cũng rất mong sẽ nhận được một like, một chia sẻ để kênh của Khôi ngày càng được phát triển anh em nha. Và cái cặp loa này thì nó có lỗ hơi và cái cụ loa của nó rất là gấu ha. Thì Khôi sẽ test một ca khúc Bolero để thể hiện cái cặp loa này anh em nhé. Tại vì nó vừa có cái cụ bát lỡ gấu này, có lỗ hơi này, còn với đó là nó có chép, có chép nữa, 3 đến 3 cái chép, nên là mình đánh Bolero là hợp lý anh em ha. Rồi ok, bây giờ thì xin mời anh em cùng với Khôi nghe thử anh em nhé. Tuy nhiên mình đây là đang phát qua điện thoại nên nó sẽ không có trọn vẹn như khi mình nghe ngoài thực tế. Anh em nghe hình dung ha, để phần nào đó là mình tưởng tượng ra cái chất âm của nó là như vậy. Rồi bây giờ mời anh em cùng nghe.
clip các sản phẩm của Lê Khoa Audio và hôm nay thì cái cặp loa này cũng rất là đáng để anh em chú ý và Khôi xin được báo giá cho anh em. Cặp loa này có giá để anh em chơi là 13.500.000 anh em nhé. Thì anh em nào thích sưu tầm, thích độc lạ thì hãy sưu tầm cặp này về để chơi anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều, chúc anh em một ngày mới tốt lành.